tại buổi chuyển giao cán bộ y bác sĩ của bệnh viện đa khoa huyện sốc cộp được các chuyên gia đầu ngành về hồi sức tích cực cấp cứu chống độc bệnh viện nhi trung ương truyền đạt kiến thức kỹ năng xử trí cấp cứu nhi khoa như cấp cứu cơ bản xử trí trẻ sặc dị vật cấp cứu ngừng tuần hoàn cấp cứu dị vật đường thở và thông khí cách chữa trị trẻ bị chấn thương nặng sốc phản vệ cách xử trí trẻ bị giảm chi giác trẻ bị co giật cấp cứu trẻ bị đuối nước và vận chuyển bệnh nhân an toàn với việc chuyển giao cấp cứu nhi khoa cơ bản góp phần nâng cao khả năng xử trí điều trị bệnh cho đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện đa khoa huyện sốc cộp không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho trẻ em trên địa bàn nhân dịp này bệnh viện nhi trung ương trao tặng một số thiết bị y tế gồm một lồng ấp trẻ sơ sinh một máy thở một đèn chiếu vàng da một máy theo dõi chỉ số sinh tồn, quần áo bảo hộ phòng chống dịch COVID-19 cho Bệnh viện Đa khoa huyện Sốc Cục và tặng quần áo cho các bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện.